Chào các bạn nhé, bữa tối đây mình đây gan này, lòng này, gan, phổi này, đây là lòng này, gan đấy, gan, lòng, phổi, gan sẽ đi luộc các bạn. Cho vào đây là hành khô các bạn nhé. Chính. Đây là bia các bạn. Đấy, đây là bia. Cho bia vào. Cho nó xong. Đúng rồi. Đây. Gia vị cho đầy đủ rồi. Một con chín thôi các bạn. Xuống cho các bạn. Để hớt cái bọt đi các bạn. Cái bọt được nó hết đi. Hết lòng mình vừa nữa. Hớt vào lưng mà đã sủi rồi. Cái bọt bẩn này, nó hớt đi. Lòng gan phổi. Rớt cái nước bẩn đi. Thơm các bạn, có một đựng bia này thơm nhé. Thịt ngon. Gan, phổi, lòng, gan. Ba thứ này kết hợp với nhau thành một. Còn một chính một canh, ăn một chính muối, thả lên, bia. Nghĩ đợi chín các bạn. Chín đâu các bạn, thì có nước, nước này chắc là ngọt lắm ấy. Được ngọt thiệt luôn, nước này không công nhận là ngọt, có bia vào, nó thử, làm nó bị tôm, quên luôn, đó, đổ bia ngọt lắm. Cô ta thì lại dịp cho nó. Ừ nào, chín rồi. Giờ chín các bạn. Đấy. Giờ mình quất ra để mình tái làm cơm. Đây, giờ mình thái đèn cơm các bạn. Đấy, lòng nước vừa mình làm xong rồi. Gan trước đây. Vẫn còn nóng nguyên nhé. Đây là gan. Gan vừa chín tới thì thơm lắm. Đây là vàng. Cái này rồi, không có đâu,
Đây, phổi nhé các bạn. Mình luộc xong mình ngâm ấy, ngâm nó chín đều ngon. Đây, phổi nhé các bạn này. Đấy, đây là gan này, đây là vàng, đây là phổi, đây là đến lòng các bạn, lòng đây. Quá ngon luôn. Này, nóng các bạn. Đấy, nóng. Mình không cho đá nên là nó không trắng đâu. Để nguyên này ăn cho nó ngon. Đây các bạn nhé, đây là cái đĩa lòng, gan, phổi, mấy này vàn nhé, vàn o nhé, mình luộc nhé, rất ngon các bạn. Mời các bạn đi ăn cơm cùng gia đình nhà mình nhé, rất ngon các bạn. Đấy, tuyệt vời đúng không các bạn.